Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe bản sedan, bản hatchback hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cò Linh. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Chiếc đầu tiên là chiếc Kia Celato, có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng sơn si màu trắng ngọc trinh, Larangu bốn bánh, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 289 triệu đồng. Bên em bao hồ sơ và bao ship toàn quốc cho các bác nhé, ship đến tận cửa nhà cho các bác, vận chuyển trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe, màn hình cam nồi đầy đủ. Một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2009 các bác nhé, hàng nhập khẩu, máy 1.6, giá tiền 289 triệu đồng, bao hồ sơ, bao vận chuyển. Hyundai Grammy 10 bản hatchback một đầu vừa mới cập bến cửa hàng hôm qua, giá tiền 185 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá, nhập Ấn này, mang biển kiểm soát Hà Lam, tên tư nhân biển Hà Lam, sơn si màu trắng này, giá tiền 185 triệu đồng. Con này là bản thiếu các bác nhá, bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc, bản hatchback một đầu, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Spark, một em gái đến từ Nam Định, form mới, form siêu nhân. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 198 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Spark sơn si màu đỏ, Larangu, túi khí ABS đầy đủ, bao zin cả xe có nhá, bao test hãng các kiểu con đà điểu, tư nhân gia đình sử dụng, số tự động, máy 1.0. Đây là một mẫu xe mang thương hiệu của nước Mỹ, màn hình cam nùi, màn hình Android, định vị toàn cầu. Giá tiền là 198 triệu đồng. Một em màu đỏ đến từ Nam Định. 198 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc, bản hatchback màu đầu, đăng ký 5 chỗ ngồi. I30 CV kép sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động, máy 1.6, hàng nhập khẩu nguyên trước, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, sơn si màu đỏ, khí ABS đầy đủ, cửa sổ trời, bản phun cửa sổ trời các bác nhé. Giá tiền trước này là 285 triệu đồng cho một mẫu xe i30 CV kép nhập khẩu các bác nhé. Đăng ký 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhé, rất rộng rãi luôn. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022, cửa sổ trời này, bản full telefè các bác nhá, số tự động, máy 1.6, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh, một mẫu xe không taxi, không dịch vụ các bác nhá, 285 triệu đồng. Đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, đó là một mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, bản đủ, mang biển kiểm soát Tuyên Quang. Con này là bên em đã cắt lỗ thu hồi vốn, nay chỉ còn 156 triệu đồng các bác nhé. 156 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu, ghế da trang bị màu chỉ đỏ, màu đen, màn hình này, màn hình đầy đủ các bác nhé. Đấy, tư nhân chính chủ, biển Tuyên Quang, đó là một mẫu xe Hyundai Getz, hàng nhập khẩu, tôn vỏ rất là dày. Và đây là một mẫu xe Kia Pride sản xuất năm 1998 các bác nhá, 1998 này, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, với giá tiền chỉ có 33 triệu đồng. Đây là một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng các bác nhá, đăng ký 5 chỗ ngồi, đăng kiểm mới tinh. Đây là một mẫu xe Kia Morning,
Kia Morning có năm sản xuất 2014 các bác nhá. Con này vẫn còn mang tên công ty sơn xi màu vàng nguyên bản, Narang đúc 4 bánh, đăng ký 5 chỗ ngồi. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Giá tiền thì 175 triệu đồng các bác nhá. Màn hình cam nồi, màn hình Android. 175 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2014 các bác nhá. 2014. Phiên bản này số sàn máy 1.25 các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Fry sản xuất năm 2000. Số sàn máy 1.5, con này là bản CDI các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 46 triệu đồng các bác nhá. Kia Fry. Bản này bản CDI máy 1.5 mang biển kiểm soát Nghệ An. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX sản xuất 2010, form dáng rất là đẹp, mang biển kiểm soát Hải Phòng, sơn xi màu đen. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daihatsu Gencha, Gencha X, hàng nhập khẩu bản hatchback một đầu, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A. Con này em đang cắt lỗ thu hồi vốn, nay chỉ còn 205 triệu đồng các bác nhá. 205 triệu đồng, phiên bản là số tự động. Máy 1.2, xăng ăn tiết kiệm như người, màn hình cam nồi. Hai túi khí an toàn, một cho người lái này, một người ngồi bên phụ các bác nhá. Một mẫu xe Gencha X sản xuất 2010, hàng nhập khẩu. Sơn xi màu đỏ đây, ai yêu màu đỏ alo trực tiếp cho em Nghị các bác nhá. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng này. Đây là một mẫu xe Kia Fry sản xuất những năm 2002, đăng ký và lăn bánh là đầu 2003. Giá tiền là 54 triệu đồng các bác nhá. 54 triệu đồng bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. 54 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Fry. Và đây là một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2016 các bác nhá. Tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới này, xe bao zin cả xe các bác nhá. Giá tiền là 228 triệu đồng. Đấy, bao test hàng các kiểu con đại điểu luôn các bác nhá. Test đâu cũng được các bác nhá. Đấy, zin cả xe, zin toàn tập, màn hình cam nồi đầy đủ. Giá tiền là 228 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning này. Và đây là một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2010, bản đủ vô lăng gật gù. Đấy, một chủ từ mới các bác nhá. Giá tiền trước này là 158 triệu đồng các bác nhá. 158 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2010. Trang bị Narang đúc 4 bánh này. Đấy, trang bị túi khí an toàn cho người lái các bác nhá. Mang biển kiểm soát 16L3202 các bác nhá. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2014 này. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.25. Mang biển kiểm soát 17A này, 03665 các bác nhá. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng các bác nhá. 172 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Narang đúc 4 bánh này. Đấy, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, tên tư nhân biển Thái Bình. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hòa Bình. Đấy, một mẫu xe Hòa Bình các bác nhá. Giá tiền là 305 triệu đồng, 325. Đấy, cắt lỗ thu hồi vốn, nay chỉ còn 305 triệu đồng. Đó là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất những năm 2015, số tự động, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Đấy, bao zin cả xe, tư nhân một chủ sử dụng từ mới này. Tích hợp xi nhan trên gương này, gương kính chỉnh điện cục xe. Đây là một mẫu xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới, ghế lỉ nguyên bản theo xe. Giá tiền là 305 triệu đồng các bác nhá. 305 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grammy 10 hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Bản hatchback một đầu sơn xi màu vàng. Đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá phá không ạ. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn máy 1.3 máy xăng các bác nhá. Hồ sơ cầm tay. Đấy. Giá tiền trước này là 285 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sơn xi màu trắng Narang đúc 4 bánh này. Đấy, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Bản G các bác nhá, bản G bản thiếu này. Đấy, màn hình cam nồi. Đấy, nội thất ghế da này. Đấy, ghế da nguyên bản các bác nhá, màu đen luôn. Đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng các bác nhá, 230 triệu đồng.
cho một mẫu xe trend với LED AVEO, gương kính chỉnh điện, túi khí ABS đầy đủ. Và đây là một mẫu xe Mazda 3S này. Mazda 3S sản xuất 2009 thôi nhá. Đó, 2009. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Bản full thôi nhá, bản full tè là phè. Giá tiền trước này là nay chỉ còn 299 triệu đồng thôi nhá. Cắt lỗ thu hồi vốn nay chỉ còn 299 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Xe zin cả xe có nhá. Đấy, để đây các anh em là chốt cửa có nhá. Đấy, xe zin cả xe, cửa sổ trời bản full. Giá tiền là 299 triệu đồng có nhá. Trend về LED AVEO sản xuất 2017 có nhá. 2017. Máy của nó là 1.4 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng cho một mẫu xe trend về Laravel, thương hiệu của nước Mỹ, tư nhân chính chủ biển Sài Gòn. Đây là một mẫu xe Mitsubishi Altra sản xuất 2017, máy 1.2, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái các nhà, bản sedan hai đầu. Đấy, với giá tiền trước này là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Altra. Đấy, mang biển kiểm soát Sơn La. Đấy, sơn xi màu đỏ coi nhá. Đấy, xe tư nhân gia đình sử dụng luôn, màn hình cam lùi đầy đủ coi này. Màn hình cam lùi đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Sơn La. Đây là một mẫu xe Mitsubishi Altra nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Và đây là một mẫu xe Kia Rio. Kia Rio sản xuất 2016. Phiên bản là số sàn các bác nhá, số sàn, máy 1.4 máy xăng. Tư nhân gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát Hà Nội. Sơn xi màu trắng này. Với giá tiền trước này là 335 triệu đồng các bác nhá. 335 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Rio. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, la ra đúc 4 bánh này. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Gương kính chỉnh điện các bác nhá, gương kính chỉnh điện này. Đấy, một mẫu xe Kia Rio, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, máy 1.4. Form dáng của nó rất là thể thao các bác nhá, bản sedan hai đầu. Đấy, với giá tiền là 335 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX sản xuất 2010, form dáng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, với giá tiền trước này là 245 triệu đồng. Sơn xi màu bạc, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Biển Hải Phòng, giá tiền là 245 triệu đồng. Đây là một mẫu xe form dáng rất là ok, form dáng không bao giờ bị lỗi thời các bác nhé. Giá tiền thì chỉ có 245 triệu đồng cho một mẫu xe này, là mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX này, sản xuất 2010 thôi nhá, 2010. Đấy, và đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti. Đấy, con này vừa mới cầm bến cửa hàng này, vừa mới cầm bến các bác nhá, hàng nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Đấy, con này thì em chưa có giá các bác nhá. Đấy, chưa có giá này, la răng đúc này, sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát Quảng Ninh các bác nhá. Đấy, vừa mới cập bến cửa hàng xong. Và đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti sản xuất 2008 này. Phiên bản là số sàn, máy 1.3, con này là 1.6 máy xăng. Tư nhân gia đình sử dụng, biển kiểm soát Phú Thọ. Giá tiền trước này là 140 triệu đồng các nhá. 140 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lacetti. Số sàn, máy 1.6, màn hình cam lùi, màn hình Android. Đây là một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa, tránh nắng, tránh Covid các bác nhá. Giá tiền chỉ có 140 triệu đồng này. Và đây là một mẫu xe Mazda 2S này, vẫn còn đang ở trong lồng các bác nhá. Mazda 2S sản xuất 2014 này, với giá tiền là 328 triệu đồng các bác nhá. 328 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda 2S. Đấy, thương hiệu Nhật Bản, số tự động, máy 1.5, tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, đó là một mẫu xe Kia Pride. Kia Pride sản xuất năm 2005. Phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Giá tiền trước này chỉ có 88 triệu đồng các bác này. 88 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Pride sản xuất những năm 2005. Đấy, 88 triệu đồng các bác nhá. Đây, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Đấy, chân của nó vẫn là chân nỉ nguyên bản này. Đấy, tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, tránh Covid. Giá tiền chỉ có 88 triệu đồng các bác nhá. 88 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Pride bản sedan hai đầu. Và đây là một mẫu xe Daihatsu Genta
sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 1.5, mang biển kiểm soát 30G này. Giá tiền trước lại bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng thôi nhá. 150 triệu đồng tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng thôi nhá. Đấy, một mẫu xe Daewoo Gencha thương hiệu của Hàn Quốc này, dòng Daewoo này. Đấy, bản sedan hai đầu, form dáng rất là ok. Đây là một mẫu xe Kia K3. Kia K3 sản xuất 2014, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015. Phiên bản là phiên bản là số sàn máy 1.4 máy xăng các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 369 triệu đồng các bác nhá. Đấy, máy của nó là 1.6, xin lỗi các bác nhá, máy 1.6 Coro Quattro này, ga tự động các bác nhá. Giá tiền là 369 triệu đồng cho một mẫu xe Kia K3, form dáng rất là ok các bác nhá. Form dáng rất là ok này. Đấy, sơn xi màu trắng ngọc trinh. Và đây là một mẫu xe Audi A6 này, sản xuất 2006 này, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức các bác nhá, tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Giá tiền trước này là 338 triệu đồng cho một mẫu xe Audi A6, sản xuất 2006, đăng ký và lăn bánh 2009, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức các bác nhá. Và đây là một mẫu xe cắt lỗ thu hồi vốn, đó là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 bản sedan hai đầu, máy 1.2. Giá tiền nay em chỉ còn bán 246 triệu đồng các bác nhá. 246 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn bản sedan hai đầu. Đấy, sơn xi màu bạc các bác nhá, mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Đấy, chạy rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, máy lổ còi kêu, bốn bánh quay đều. 246 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Nissan Soli sản xuất 2013. Phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng, thương hiệu của Nhật Bản, bản sedan hai đầu. Giá tiền chỉ có 199 triệu đồng. Vâng, 199 triệu đồng cho một mẫu xe Nissan Soli. Đấy, thương hiệu Nhật Bản các bác nhá, bản sedan hai đầu. Đấy, sơn xi màu ghi các bác nhá. Đây là phần nội thất của xe này. Nội thất úi giời, ghế da rất là đẹp luôn các bác này, đẹp, rất là đẹp các bác nhá. Đẹp như gái 18 các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ có 199 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Nissan Soli sản xuất những năm 2013, số sàn máy của nó 1.5. đấy, tư nhân, tên tư nhân, biển Hải Hà Nội các bác nhá, biển Hà Nội. Giá tiền 199 triệu đồng. Đây là một mẫu xe Kia Cerato, Kia Cerato sản xuất năm 2010, bản xuất Trung Đông các bác nhá, bản 10 túi khí, bản full. Giá tiền trước này là 338 triệu đồng, sản xuất 2010, số tự động, máy của nó là 1.6 máy xăng, hồ sơ cầm tay các bác nhé, bản sedan hai đầu. Đấy, giá tiền là 338 triệu đồng. Đấy, cho một mẫu xe Kia Cerato. Đấy, hàng này hàng xuất Trung Đông các bác nhá. Đấy, bản 10 túi khí này, tích hợp trên bô lăng, màn hình cam nồi, màn hình Android các bác nhá, ghế da nguyên bản. Giá tiền là 338 triệu đồng cho một mẫu xe này, là mẫu xe Kia Cerato. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, Daewoo Maglev sản xuất 2004. Phiên bản là số tự động các bác nhá, số tự động, máy của nó là 2.5 máy xăng, động cơ V6 máy 2.5, mang biển kiểm soát Hà Nội. Giá tiền trước này chỉ có 120 triệu đồng các bác nhá. 120 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Maglev các bác nhá. Sản xuất 2004, ghế da nguyên bản này, màn hình cam nồi, hai túi khí an toàn. Đây là một mẫu xe hạng sang các bác nhá. Hồi xưa thì chỉ có chuyên chở lãnh đạo thôi. Bây giờ giá của nó chỉ có 120 triệu đồng. Sản xuất những năm 2004, số tự động, máy 2.5, động cơ V6 các bác nhá. Đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008 này. Phiên bản số sàn máy của nó 1.8 máy xăng, tư nhân chính chủ, biển Quảng Nam. Bên em đang có cắt lỗ thu hồi vốn này, nay chỉ còn 250 triệu đồng thôi nhá. 250 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008, màn hình cam nồi đầy đủ, màn hình Android, sơn xi màu đen, ghế da của nó sạch sẽ đẹp đẽ con nha, la răng đúc, phanh như bốn bánh, chống trơn chống chuẩn con nha. Giá tiền 250 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla Altis
Và đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2016. Con này là bản đủ các nhá, bản đủ. Tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên chiếc đấy. Bản sedan hai đầu, máy của nó 1.2 các bác nhá. Đấy, rất là ok, sơn si sạch sẽ. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios. Đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá phá không hỏng, mang biển kiểm soát 98A. Đấy, sản xuất 2010, bô lăng méo la răng tăm. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010. Gương kính chỉnh điện cụp xe, con này là bản E xịn các bác nhá. Bản E xịn, nội thất ghế lỉ này. Nội thất ghế lỉ nguyên bản các bác nhá. Đấy, sơn si màu bạc nguyên bản luôn. Giá tiền chỉ có 225 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010. Đấy, sơn si màu bạc. Đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng này. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2005. Số sàn máy của nó 1.5, mang tên tư nhân biển Quảng Ninh. Với giá tiền trước này là 120 triệu đồng các nhá. 120 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Toyota Vios bản Limo. Đấy, bản Limo các nhá. Giá tiền 120 triệu đồng. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp tất tần tật cứ tuột tuột những mẫu xe 5 chỗ bản hatchback, bản sedan, hàng nhập hàng Việt có đầy đủ các bác nhá. Cửa tiền từ 30 triệu đồng cho đến 300 triệu đồng. Thì bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.